Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tiếp tục vẫn là cái chủ đề thuận pháo đi hậu. Thì sẵn tiện hôm nay là cái clip 13 rồi. Ước tính tài liệu của thuận pháo đi hậu mình làm khoảng chừng 20 hoặc trên 20 clip đó, tại vì nó rất là dài các bạn. Thì từ clip 1 đến clip 13 bây giờ các bạn có theo dõi thì nó có trình tự hết. Nếu mà các bạn theo dõi thì vào cái kênh mình sẽ làm xong thì mình sẽ đưa nó vào một cái danh sách. Hiện tại danh sách mình đang vô khoảng 10 12 clip rồi, đây là clip thứ 13. Luôn tiện là clip này mình trả lời cho bạn Hải Đăng. Bạn Hải Đăng có hỏi mình là nếu ngay nước thứ hai bên đỏ nổ pháo ăn tốt đầu thì hậu đối phó thế nào? Đó, luôn tiện mình clip 13 này mình sẽ làm luôn cái hình này. Rồi tới đây bổ sĩ ha. Đó, đương nhiên ở đây các bạn thấy là mình đã soạn trước là bốn biến đánh của bên kia có thể xảy ra, thì hôm nay mình sẽ soạn cái biến này trước ha, biến xuất xe trước. Rồi thì ở cái biến này mình vẫn lên mã đuổi pháo thì pháo ta quay về, mình tiếp tục lên chuẩn bị có một sự kích đấu ở đây, hoặc là mình không đấu thì mình sẽ tìm một cơ hội tốt nhất ha. Bên kia ta hoành xe ra đến ta xuống ta quản hàng này các bạn, ta quản lý hàng này. Lúc này mình xuất xe bắt mã trước thì mã búng lên. Rồi mình tiến xe bắt chốt. Mình sẽ cố gắng làm một clip thì làm nhanh nhất có thể. Làm dài quá các bạn rất là chán. Mà nếu mà làm ngắn quá thì cái biến phát sinh nó mình làm không hết trong một cái clip đó, thì để qua một clip sau đó, thì nó cũng cũng rất là tiếc ha. Mất thời gian các bạn cũng nhiều. Rồi tới đây người ta phi chốt để chi không cho mình ăn chốt. Mình vẫn đè mã. Rồi hai lựa chọn này. Lên mã và lên tượng thì như hôm nay là mình làm cái lên mã trước ha. Rồi tới đây mình lại thúc chốt ba lên. Thì đóng chốt ba chuẩn bị mình phi mã luôn, phi mã để mình đánh con chốt này. Và cho dù tới đây người ta có xuống xe đây để chuẩn bị quản lý hàng này thì mình không có vội phi mã nữa. Lúc này mình có hai biến đánh để chơi, là mình chơi chọn biến đánh tấn bình bảy lên. Đây là biến đánh mà khiến cho bên kia có ba lựa chọn, thì hôm nay mình sẽ làm cái lựa chọn thứ nhất này thôi. Nếu mà làm hết ba lựa chọn này clip này rất là dài và biến đánh rất là phức tạp các bạn, tại vì đôi công nha, phức tạp lắm. Rồi tới đây chọn biến đánh này trước ha, thì qua clip 14 thì mình sẽ làm những cái biến đánh tiếp theo. Rồi tới đây mình không ăn xe về nha, phi mã lên đuổi xe trước thì xe không quay về đây được ha, xe phải chạy qua đây. Lúc này mình đạp chốt, mình đe dọa là mã ăn pháo đầu thì người ta chưa thể tấn chốt được ha, buộc phải chống sĩ lên. Nếu không người ta tấn chốt là mình ăn con pháo bắt xe nữa, mình cướp tiền cờ nữa. Đó, thì lúc này mình mới ăn xe về chốt chứ đừng vội ăn pháo đầu, ăn xe về chốt. Rồi hai lựa chọn này người ta tiến xe một và phi mã lên. Bây giờ tiến xe trước nha. Nếu mà chưa tiến xe đi chuẩn bị cặp hông nè, thì lúc này mình lại chơi bình pháo vào. Thì đây là những cái biến nó phát sinh, nhưng mà những biến này nó ngắn, mình sẽ làm giáp hết cho các bạn xem. Thì khi bình pháo vào thì đây ba lựa chọn để tránh trường hợp mình đánh lợi quân là mã ăn pháo nè. Thì giờ đánh lựa chọn thứ nhất nè là xe thối về. Xe thối về cái biến đánh này nó rất là dài, bây giờ đánh hai biến ngắn trước nha. Cái lựa chọn số 3 và số 2. Đây là hai cái biến đánh nó ngắn thì lúc này mình tiến chốt. Bên kia tiến pháo lên hoặc là tiến thối pháo về. Nếu thối pháo về dính cái đòn này, cái đòn lợi quân lợi thế. Ở đây người ta hoặc là ăn chốt hoặc là bình xe vô đấu cây thôi. Nếu mà ăn chốt thì lúc này mất mã, bị bắt mã phía sau tiếp tục mất tiền cờ nữa. Còn nếu như người ta chọn cái biến này thì mình sẽ sẵn sàng ha. Hoặc là có thể chọn mã ở đây trước ha. Vẫn là lời quân là thế nha. Thì như mình có nói, kênh mình làm một là phải ưu thế tuyệt đối thì mình sẽ qua một biến khác, hai là sẽ đánh tới sát luôn nếu mà còn cân đối. Chứ không phải là mình làm sơ bộ ngang thì các bạn mới sẽ rất là khó tiếp thu. Còn như vậy các bạn thấy là cái biến này người ta thối pháo là một thất thiệt ha. Còn như bây giờ nó tiến pháo lên thì lúc này mình lại chơi bình xe bắt đôi, buộc lòng người ta phải ra xe này giữ pháo, đây là nước bắt buộc. Ở lúc này mình ra thêm một xe nữa, mình đang hâm đánh lời cây, mình đánh thối xe về lời cây ngay. Ở đây người ta có thể là chơi chạy pháo vô đây. Để trước tiên là tránh pháo này ra sát, mình chưa thể ăn xuống đây được. Đó, thì mình lại chơi bình pháo ra đây để mình bắt ngược lại. Thì bên đỏ sẽ chơi là
bình pháo ngược trở lại hoặc là bình xe qua đây đổi quân. Nếu mà bình pháo ngược qua đây thì mình ăn thẳng xuống gì luôn các bạn, mình ăn xe thẳng xuống, người ta vẫn là lỗ quân ha, thì pháo lúc này nhảy xuống đây mình lộn pháo xuống, chứ mình không ăn xe xuống để cho người ta lộn về nhé, mình lộn pháo xuống ép đấu pháo này nữa, nếu pháo này chạy thì chết thêm mã nữa đó, cho nên là buộc ta phải lộn về đấu. Lúc này mình có thể là chọn ăn pháo hay mã là tùy các bạn, thì theo như mình nghĩ là nên ăn pháo ha, thì tại vì con pháo này mang tính chất tấn công, còn mã này đang bị đè, mình còn một nước đe dọa nó là bình vào đây bắt tử nữa nè, cho nên là mà người ta sẽ mất thêm một nước nữa, lúc đó mình thoát quân nè, còn mình qua đây kích đấu mình chạy một nhịp thì con mã này vẫn bị nguy hiểm. Rồi mình trở lại như vậy thì từ đây ta không chọn biến này mà ta bình qua đây bắt mã, để sau khi mình đánh đấu quân xuống đây thì người ta cũng ăn lại được con mã này, sau đó kê pháo đầu để mà tấn công, thì lúc này mình chạy mã trước mình chánh đấu. Người ta cũng còn hai lựa chọn ở đây là hoặc là tiếp tục bình pháo ra thì nó sẽ giống cái biến đánh hồi nãy ha, tương tự ha, cho nên là lúc này ta chấp nhận bỏ lại quân thì ta phi mã lên. Thì bạn thấy phi mã lên thì tới đây người ta bị lỗ quân rồi ha, mà ở cái sức tấn công này với con xe này là chưa tấn công được, tại vì nếu mà người ta phi mã lên thì lúc này là mình lời lời chắn trước một pháo, mà xe mình đang liên kết thì pháo này có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Còn ở đây các bạn thấy là vẫn chưa đủ sức để mà tấn công ha, giờ nếu mà chồng pháo đầu vô thì cũng hoàn toàn chưa đủ sức tấn công, để lúc này mình có thể là bình xe qua để mà kích mã trước, đuổi mã trước đó, như thế này thì mã này buộc quay về các bạn. Và nếu mà quay về đây mình, nếu quay về đây các bạn thích có thể bãi nhị qua cái đường này luôn, mình ăn thêm con mã nữa rồi mình tạt pháo mình tấn công cũng được, nhưng mà thường thì ít người ta ít quay về đây các bạn, quay về đó không có chỗ đánh, ta quay về đây để còn cái nước là tiến lên đây đó. Thì tới đây các bạn thấy là với cái hình quân và lời quân như thế này là mình vẫn ổn định hơn ha, dễ đánh hơn ha, lúc này chơi thối pháo một, bên kia phải bổ tượng nếu mà tránh cái trường hợp rồi vậy, còn muốn câu quân mình buộc phải bổ tượng. Thì lúc này mình có thể tạt chốt ra giữ pháo và xe này mình sẽ thăng lên, thăng lên kìm luôn pháo đầu hoặc là thăng lên cửa hàng, cái đó là các bạn lựa chọn nhiều đó. Mình nói những cái biến đánh này nó phát sinh ra nó cũng ngắn, cho nên là mình mới nói cho các bạn mới luyện tập, các bạn có cái chiều hướng tham khảo nhiều hơn. Rồi cái biến đánh thứ hai thì chạy pháo qua bên này, cái nước mà chạy pháo qua đây để khống chế xe, còn chạy pháo qua bên này thì mình lại chơi bình xe là đuổi pháo. Ở đây pháo không thể tạt biên, cũng không thể gắm xuống mất mã bên này, tại vì pháo này là căng của mã, thì đây cũng là nước bắt buộc ha, đưa xe ra giữ pháo là nước bắt buộc, mình tiến xe lên đè luôn. Thì các bạn thấy là quân rất là ngợp, mà ở trên đây một con xe ở trên đây chưa làm được gì hết, mà muốn giải phóng được những cái cánh quân như thế này thì phải tốn cái nhịp là chạy mã nữa các bạn, chứ chưa thể lên voi được lúc này. Tới đây có thể là mình chơi, người ta chơi thối con xe xuống để chuẩn bị nếu mà kích đấu đi chăng nữa thì có căng của mã, mà muốn kích đấu được thì các bạn phải lưu ý xe này phải quay về vị trí này để mà phòng thủ mã bên đây thì mới tới lượt kích đấu, thì các bạn thấy mất rất là nhiều nước. Nhưng bây giờ tới đây mình phi mã đuổi xe luôn, F1 là xe chạy về, hai là ta tiến pháo chiếu thế này, ta chiếu thành bung tượng thôi, không có gì nguy hiểm hết. Một pháo xuống đây không làm được gì hết, tới đây xe qua bên lộ, tất cả những lộ ở đây là không có lộ để đánh, nếu qua ngay đây mình sẽ ăn thẳng mã rồi mình đọt xe rồi, hoặc là mình có thể chơi là mình tiến con xe xuống đây đè mã, dùng mã bắt xe các kiểu, nói chung là ở cái hình này con xe ở trên đây là không có chỗ đánh các bạn, chỉ có thể quay về đây là mục đích là phòng thủ, phòng thủ để chuẩn bị tạt ra kích đấu giữ được mã này. Rồi ở đây ha, các bạn có hai lựa chọn nha, bình pháo ra để chi kích ngay con mã này hoặc là tiến xe xuống đè, thì mình khuyên là nên tiến xe xuống đè, tại vì bình pháo qua thì ít nhiều người ta cũng còn chạy một nước này, chạy nước này mình cũng chưa đánh voi được liền, còn mình tiến xe không bắt thì mã người ta búng lên rồi mình phải quay về đây đuổi mã lần nữa cho mã trở về, cho nên là ngay từ đây các bạn tiến xe xuống luôn, và bên kia cũng hết quân đi ha. Nước sau mình có thể bình pháo qua đây cũng được, quăng mã xuống đây cũng được, rồi tiến binh ba cũng được, rồi tùm lum hết. Tới đây là đại ưu nha, tới đây các bạn khai thác thêm nha, để mình tránh mất thời gian mình quay lại cái đoạn này đây. Như vậy còn cái biến thối xe về ngăn cản thì mình sẽ xử lý biến này thế nào, mình cũng vẫn là sức xe, ở đây cũng là nước bắt buộc, nước bắt buộc ra ra con xe đây, còn pháo mà tạt ra là mình có thể ăn con pháo rồi mình ăn tiếp mã. Thì tới đây không có cần quản lý cái đường này đâu,
tại vì mình chưa gì nguy hiểm đó, đè xuống luôn, nước sau mình thúc mình bay qua sông luôn. Ở đây người ta muốn phát triển được cái cánh này thì buộc người ta phải phi mã lên chứ không thể nào mà liên kết tượng được. Mình ở đây có thể là chơi tiến binh ba qua sông rồi có thể chơi ăn tượng như thế này đó, là tùy các bạn nữa. Nhưng mà mình không vội ăn tượng nước cờ này, mình tiến binh qua sông nó sẽ hay hơn nhiều, nó hay hơn là nước mình ăn tượng. Mình cứ để xe ở đây mà bên kia rất là khó đi, là mình tiến binh qua đây người ta thấy nhưng mà người ta cũng không biết đi quân nào tới đây, hoặc là người ta liên kết tượng, hoặc là người ta chạy xe vào đây đe sát để chuẩn bị thoát quân, chuẩn bị thoát quân pháo này. Thí dụ trường hợp này nè, đó là đang đe sát ở đây để thoát quân pháo nhưng sẽ dính cái đòn như vậy, đòn mình chốt qua là người ta thua liền. Thua ở đây là gì? Buộc xe phải ăn lên đây, nước bắt buộc lúc này mình ăn về pháo đầu là mình giải nước sát trước thì người ta ăn tiếp con mã, mình ăn thêm pháo. Ở lúc này mình lại lời một quân chủ lực nữa, lúc này mã kiểu gì cũng phải chạy ha, kiểu gì cũng phải chạy. Lúc này mình đoạt tượng cũng không muộn ha, cũng không muộn. Nó cho dù mã tới đây đạp chốt bắt pháo đi thì mình sẽ quay xe về đuổi mã thôi, như thế này quay về đuổi mã cũng phải chạy về đây, nước sau bay đến đây. Mình biết người ta sẽ bay đến đây để mà gánh lại cặp quân này, ngoài ra cũng không có đường để đi ha. Mình cứ thối xe về kìm chốt đầu trước, mình sẵn sàng nổ pháo xuống đây để chiếm quân binh năm, và sau đó mình bổ tượng liên kết lại. Còn nếu người ta quăng mã ở đây vừa giữ binh năm mà vừa bắt lại pháo xe thì mình kê con này vô. Nếu mình kê lại gì thì các bạn thấy là hai con này đang bị cô ha. Nếu mà ta chơi cái đòn ở trên này, bình xe ra để mà cho mã liên kết dùng xe bắt pháo này, mình lại kê vô đây thì cặp quân này hầu như rất là khó để mà xử lý ha. Còn nếu người ta chọn một lựa chọn khác là bình xe dưới, mình cũng không ăn con mã này ha, không cần ăn, tại vì nếu mà mình ăn con mã này xe ăn thẳng xuống đây, buộc mình phải ăn lại con xe người ta, mình ăn xe thì con mã ta đạp xuống. Đồng ý là mình cũng lời ở hình này cũng có thể đánh thắng người ta rồi, nhưng mà làm vậy rất là tiếc cho cái sức quân mình đang đang đè rất là nặng ha. Tới đây không ăn con xe lên mà bình pháo vô, buộc người ta cũng phải chạy thôi. Thì các bạn thấy thì con mã này hoặc là chạy về đi, tiếp tục. Còn hai nữa thì có thể là chơi tiến xe xuống đây giữ thôi, và tiến xuống đây giữ là mình đóng luôn. Lúc này mình đóng luôn dùng pháo để đấu. Ở đây mã mà ăn xuống, mã ăn xuống sẽ bị mã này mình phát triển tấn công nữa, nó rất là cực. Nên tới đây người ta khả năng rất cao là ăn xe qua để ép đấu, giảm bớt đi cái sức tấn công của cặp xe xuống như thế này. Mình không chấp nhận đấu thì mình chạy qua đây, mã này có thể quay về hoặc một trong hai lộ này thôi, bất cứ nếu mà về lộ nào cũng mất binh năm là cũng như thua rồi ha. Rồi mình trở lại cái đoạn đâu rồi. À, ngay từ đây, ngay từ đầu này, tức là nếu mà người ta chọn tấn quần xe chuẩn bị ra thì sẽ bị mình dính cái đòn mình bình pháo rồi ha. Nên bây giờ người ta sẽ giải phóng quân trước bằng cách là phi mã lên phế tượng để chấp nhận mở cánh quân này ra. Nếu từ đây mình ăn con tượng sớm như thế này thì người ta sẽ bổ tượng, bổ tượng để thông xe thứ nhất, thứ hai nữa là đang có nước tiên đuổi xe là người ta phế tượng để người ta mở ra cánh quân. Thì lúc này mình có hai lựa chọn là ăn con pháo trước cũng được hay là về xe trước cũng được. Hai biến đánh này nó gần như là tương đối giống nhau, tương đối giống nhau. Ví dụ như là mình chọn cái biến về xe trước, người ta bình xe ra đe sát đường này. Đó, lúc này mình đánh pháo chốt đánh lên, mình đuổi mã thì ở đây mã buộc quay về ha. Lúc này mình bình pháo vào thì thường thường mình gặp các bạn là bình vào đây đuổi xe, nước này đánh được nhưng nó không hay các bạn. Tại sao mình bình vào đuổi xe thì xe ta chạy ra yểm trợ cho pháo, lúc này mình ra bắt pháo thì người ta có thể là tiến lên đè hoặc là dâng lên gì đó vân vân, người ta có quân yểm trợ người ta cũng chưa có cần thiết nữa. Nên là cái nước bình pháo vô đây là giúp cho người ta di chuyển quân dễ thôi, nên các bạn bình vào đây một nước người ta sẽ rất là khó đi ở trong cái trường hợp này, tại vì ở đây chỉ còn ba lựa chọn thôi. Do pháo mình đang bắt mã, nếu người ta kê xe ra để bắt pháo thì mình sẽ xuất xe bắt lại pháo, mình đấu quân. Ở trường hợp này đấu quân là người ta chỉ có thua thôi, nếu mà chấp nhận đấu thì người ta thua, còn nếu mà tiến pháo lên bỏ chạy mình thể đánh voi có thể là tiến chốt không ạ. Còn nếu mà chọn con mã lên đây phong tỏa xe đi thì lúc này mình đánh voi luôn, nó đánh gãy voi này. Mà thấy nếu mà chống sĩ bên đây mình sẽ mất không pháo, chống bên đây mình ăn mã luôn, buộc pháo theo để lấy quân, lấy quân lại. Lúc này mình không ăn sĩ liền nha, ăn sĩ liền không hay vậy, mà bình pháo đầu vô chiếu mới là khó khăn. Khó ở chỗ gì? Không thể sập sĩ,
Nếu mà sập xỉ mình xuất tướng thì xe này không thoát kịp, buộc phải đưa pháo vô đây cảm tử đó, cho nên là ép người ta phải bổ xỉ. Thì lúc này mình lại bình xe ra đuổi pháo thì pháo không có chỗ chạy nha, cũng không thể ăn xuống đây đấu được. Nếu chạy mình đâm sát thì là chết không pháo liền đó, cho nên là ngay đây nếu mà ta lên phong tỏa xe mình đánh ở đường đó. Còn nếu mà phi mã lên vừa trốn chạy mà vừa giữ tượng thì mình lại xuất xe bắt pháo trước. Pháo chỉ còn đường là lên đây để mà kiểu hạn chế bớt lại xe mình thôi. Lúc này mình lại có đòn bình pháo vô, bình pháo vô để mình khống chế hoàn toàn cái cánh quân này. Thì các bạn thấy là cặp xe với mã hoàn toàn bị khống chế, còn một con mã này là đơn thân là không làm gì ha. Vâng, thì hình cờ tới đây là hoàn toàn đại ưu ha. Còn ngay từ cái vị trí này, ngay từ vị trí này như mình nói á, hồi nãy là mình đánh tượng, còn giờ không đánh tượng các bạn đánh trước con pháo này cũng được. Lúc này chốt ăn lên thì mình cũng có hai đòn chơi là ăn tượng với thúc binh lên, thì các bạn chọn cái nào cũng được ha, cũng ưu thế à, cái này ưu thế các bạn thấy rõ rồi. Nếu mà người ta bình qua đây để mà để trường hợp này để mà bắt binh như thế này thì mình sẽ tiến một để bắt lại mã, chạy mã thì mình ăn binh năm ở trường hợp như thế này. Nếu người ta ăn đây thì mất mã, còn nếu mà chạy mã thì chạy về đây thôi hoặc về đây thì lúc đó mình ăn binh năm giữ chốt. Còn nếu người ta chạy qua đây kích đấu, chạy ở đây kích đấu thì các bạn có thể đuổi mãn được và chấp nhận đấu cũng được. Ở hình này với một lợi thế chốt qua sông và xe chỉ cần tấn một vành là xuất ra thôi. Các bạn thấy là hình hoàn toàn rất là đại ưu nha. Thì tuy nhiên mình cũng nói kỹ là ở đây là mình làm clip mang tính chất tham khảo, nó sẽ không tránh khỏi được những cái sự sai sót. Những bạn cao thủ thấy chỗ nào còn chưa được, còn sai sót, các bạn có thể là góp ý lại comment xuống ở phút thứ mấy để anh em mình có thể cùng nhau phát triển thêm nha. Rồi thì cái clip 13 này chắc mình sẽ ngưng tại đây, tại vì nó quá dài rồi. Thì qua clip 14 mình sẽ ngay từ đây mình sẽ cho những cái chọn lựa này, tức là không ăn chốt. Đây là cái biến đánh ăn chốt thôi. Còn không ăn chốt thì có thể là bắt mã này hoặc mã này. Rồi thì clip 13 mình sẽ tạm ngưng ở đây ha. Thì các bạn coi chỗ nào thiếu sót thì các bạn có thể là comment xuống để nhắc nhở lại mình ha. Và tới đây xin chào và tạm biệt, và chúc tất cả các bạn sức khỏe nha.